Chào tất cả anh chị ha. Trên đây là những cái loại mà bên em giới thiệu anh chị ha. Là những cái loại mà văn phẩm hay dùng cho công ty văn phòng ha. Đó thì bên em là chuyên cung cấp văn phẩm thiết bị văn phòng ha. Thì bên đây là những cái loại mà hay sử dụng cho văn phòng anh chị ha. Rất là sử dụng cho văn phòng ha. Ví dụ đầu tiên là giấy chị ha. Anh chị thấy giấy không? Giấy đây là giấy A4 ha. Đây giấy A4 thì thường rất sử dụng cho văn phòng. Dù là với bên em cung cấp rất là nhiều loại giấy Netoro, WA, IK Plus, IK Naruto, Superme ha. Đó, anh chị có nhu cầu có liên hệ. Thì những cái loại mà văn phòng công ty hay dùng ha. Đó thì anh chị có thể thấy là đây là giấy, thứ hai là bút ha. Bút thước ha. Bút thì bên em giới thiệu những cái loại bút ấy thôi, và anh chị có thể tham khảo thêm trên website thêm chị ha. Thì quý chị mà có với việc công ty văn phòng có nhu cầu đặt hàng tại thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha, hoặc là ở tỉnh khác ha, đó, anh chị đặt hàng bên em ship, tất cả ship đều được nha anh chị ha. Đó, như văn phòng hay sử dụng cho văn phòng công ty, giấy A4 thì giấy anh chị này sử dụng giấy định lượng 70 chị ha. Định lượng nó thấp hơn thì hay cặt giấy lắm, là nó không tốt lắm ha. Cái thứ hai này là cái bìa này, đã bìa lá này, anh chị hay sử dụng bìa lá này, bìa cộng anh chị. Đây là bìa lá 20 lá, còn có loại là bìa cộng này thì đó, những loại bìa lá này ha. Bên trong nó có 20 lá, nó giống cái lá, những cái lá ngồi gần lá. Còn bìa còng này cái hai còng ngồi rê, cái sử dụng trên cái bìa kệ này. Đá kệ này anh chị thấy kệ này, kệ ba ngăn này, kệ xéo bìa còng 5 thân anh chị ha. Đó thì đó. Đây là những cái loại mà những cái loại mà văn phòng hay dùng ha. Bên đây cũng hay giao hàng những cái loại này. Ví dụ bên văn phòng thường hay đặt không 10 cái, mười mấy cái, 20 bè, 20 bè chục cái đó. Thì ship nó cũng rất rẻ nha. Đó, ví dụ anh chị đặt hàng trong thành phố Hồ Chí Minh thì ví dụ đặt khoảng 5-6 thùng giấy á, 5-6 thùng giấy thì rất là dễ ra ha. Đã giao hàng tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì anh chị đặt hàng sử dụng cho công ty thì liên hệ. Em là văn phòng thiết bị văn phòng bên chuyên máy in máy tính luôn. rất là những mặt hàng sử dụng cho văn phòng. Đó. Thì bút này thì anh chị có thể sử dụng bút này bút Thiên Long 07 ha, hoặc là những sửa lỗi bút Thiên Long 08, 036, 009 để bút lông, bút dầu đó ha. Thước bút chì chỉ ha. Từ bên em là thường sẽ nhận đặt hàng, nhận hàng sẽ giao những mặt hàng này. Trong đó những mặt hàng này thường hay dùng ha, bị còng, bị lái, bị xíu, cờ xíu, cờ bể ngang đó ha, cờ bột ngang đó. Thì em là ở gần khu công nghệ cao, bên em gần khu công nghệ cao, khu công nghệ cao quận 9 cũ nha. Này là thành phố Thủ Đức rồi đó ha. Đó, bên em chuyên giao những mặt hàng này đó, giấy bút rồi những bìa còng đó, ship toàn quốc nha. Anh chị có nhu cầu đặt hàng ta liên hệ với website bên em ha, www.vanthanh.com, hoặc liên hệ với bên số Zalo em 0938334702 nha. Đó, thôi liên hệ đó. Nhiều công ty đặt hàng những này lắm, ví dụ đặt khoảng 5 thùng giấy A4 rồi khoảng 2 bốn hộp gì bút này nè, rồi mua này khoảng mua 5-6 cái 10 cái ra để đựng cho văn phòng, rồi cỡ xíu cỡ ba ngang nữa, thì thường anh chị mua khoảng 5-6 cái 10 cái vậy đó để đựng cho văn phòng ha. Đó, thì chị khi mà chị đặt số lượng nhiều thì giấy nó sẽ rỉa thôi, nó không mắc được gì ha, giấy kệ hợp lý đa giấy A4. Thì ví dụ như những cái loại giấy mà ví dụ chị thường hay sử dụng những loại giấy rỉa tiền thì nó hay bị kẹt giấy lắm. Ví dụ những cái loại giấy mà không có thùng á, hay loại giấy mà bọc bằng ni lông á thì nó không có tốt bằng loại giấy mà bọc thùng. Và bọc thùng thì nó bảo quản, thứ nhất là bảo quản một cái lớp là thùng giấy bên ngoài này, thứ hai là cái lớp bóng bên trong này ha. Bên lớp bóng này nó tránh tiếp xúc ẩm này, tránh nóng tránh nắng này. Đó, những loại này. Rồi anh chị nên sử dụng những cái loại giấy mà định lực 70 nè. Những loại giấy nhập á, thường nó có những tiêu chuẩn rất là cao nha. Tiêu chuẩn ISO 901, ISO 902 đó, rất là nhiều tiêu chuẩn ha. Đó, thì gì có nhu cầu mua liên hệ ha. Văn phẩm mua giấy con đặt con mấy thùng giấy, rồi bút con bạc mấy hộp ha. Đó, mình chuyên giao cho văn phòng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Giấy nè, bị lá, bị lỗ, bị còng, rồi cỡ xéo, những cái loại hay sử dụng cho văn phòng đó. Bên mình cũng hay xài này nha. Ví dụ như những văn phòng nào, ví dụ thường xài cái kệ ba ngăn này đó, kệ ba ngăn, còn kệ ba ngăn đứng thì kệ ba tầng đứng đựng rất đẹp ha, đựng cho văn phòng công ty rất đẹp. Thường anh chị mua số lượng rất là nhiều đó, bên em cũng sẽ xài này đó. Ví dụ ngăn này ra năm 2023, 2024, 2025 đó,
ví dụ chị có ghi tên, ví dụ đây là đây cho hóa đơn chứng từ còn cái ha, rất là tiện nha. Hai kệ ba ngăn đây, bìa cọc đựng hồ sơ đấy. Ví dụ như những hồ sơ mà ứng tuyển hay là sơ thầu mời thầu anh chị mua những này đựng rất là ok. Rồi mua thêm cái bấm bấm lỗ chị xài rất ok đó. Thì trên đây những cái loại văn phẩm văn phòng, đây có các loại bìa kẹp đó, đó đây là bìa cái kẹp xe số 2 anh chị ha. Kẹp xe số 2 cái văn phòng cũng hay, rất hay dùng này. Đó, xe số 2 à. Thì một hộp nó 100 cái à, thì chị có thể mua cái loại này hoặc mua cái loại mình có cái nhiều nhiều bên ngoài nhiều màu quá thì nó sẽ bảo vệ cái giấy nó tốt hơn, tránh bị rỉ sét nha. Thì đây sử dụng tạm thời thôi, thì sử dụng sắt này nó rỉ tiền nó đỡ lâu thì rỉ sét, nhưng mà đỡ chị đỡ cái nhiều thì rất là bền màu. Cảm ơn chị ha. Trên đây là những cái văn phòng, những cái đồ dụng cụ văn phòng hay xài tại công ty văn phòng đó, xí nghiệp, nhà trường, trường học đó. Thì anh chị có nhu cầu mua liên hệ đó, đặt hàng bên em là tại số 318 Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên văn phòng cho công ty, đặt văn phẩm cho công ty, văn phẩm thiết bị văn phòng cho công ty. Bên em là full V anh chị, khi mà anh chị yêu cầu lấy hóa đơn bên em sẽ cung cấp hóa đơn full V cho anh chị ha, tại vì hàng này hàng chính hãng hết luôn á, hàng chính hãng cái rất tốt ha. Bên em chú trọng chất lượng rất là nhiều đó, nên lựa chọn những cái hàng chất lượng dễ kể và ổn định, dễ kể hợp lý ha. Đó, chị có nhu cầu mua liên hệ em ha, văn phẩm thiết bị văn phòng Văn Thanh, website www.vanthanh.com hoặc liên hệ số Zalo 0938 374 702 hoặc liên hệ trực tiếp tại cửa hàng em 093 tại 318 Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi trước là quận chính cũ á, chỗ em là gần khu công nghệ cao, anh chị có nhu cầu liên hệ. Rồi, cảm ơn chị.